thú vị, một bức thư ngỏ gửi cho tất cả các bình luận viên. Các bạn bình luận viên bóng đá thân mến, cảm ơn các bạn đã thức khuya dậy sớm cùng chúng tôi trong mùa World Cup này. Chỉ xin các bạn một điều sau: hãy học tập bình luận viên Quang Huy, nói những gì cần nói, tức là những gì người xem cần nghe. Quả bóng đến từ chân ai và chân ai, rồi vài thông tin thật cần thiết về các cầu thủ đang có bóng trong chân. Ngoài ra xin các bạn nhường không gian âm thanh sôi động của trận đấu cho người xem, để người xem nghĩ ngợi và phán đoán. Có một vài bạn nói như kiểu khác nói, muốn nói nhiều, cung cấp thông tin thì cũng nhiều quá, rồi bình luận liên tục. Đấy là cuối cùng, nói thật, trong mùa World Cup này thôi, cái độc giả này quá yêu Quang Huy thì không nói gì. Sẽ có người yêu Ngọc Việt Khuê, có người yêu Biên Cương. Trong mùa World Cup này, trừ bình luận viên Quang Huy, câu nói của các bình luận viên bóng đá được người ta xem chờ đợi nhất là: xin chào và hẹn gặp lại. Một nhà văn nổi tiếng chúng ta cũng phải. Vâng, tôi hiểu ý ông Dạng Mẫn, và tôi cũng rất là hiểu là bức thư ngỏ nói trên là của một người rất là hâm mộ anh Quang Huy. Và tôi biết là anh Quang Huy cũng có rất là nhiều người hâm mộ. Và với sau khi ông Đặng Lâm Mẫn đã đọc xong bức thư ngỏ vừa rồi, thì quan điểm cá nhân tôi cũng xin phép được bày tỏ như sau. Là thực ra cái chắc là anh Quang Huy cũng biết là cái nghề bình luận viên bóng đá của chúng ta là cái nghề chúng ta gọi làm dâu cho khán giả và làm dâu cho họ. Và khi chúng ta làm dâu cho họ như vậy thì vâng, chắc là anh Quang Huy cũng chia sẻ với tôi, khi chúng ta làm dâu trong họ như vậy thì mỗi người một ý kiến, mỗi người một quan điểm. Người thì nói rằng cần phải theo sát diễn biến, người thì lại thích đưa thông tin, người thì lại thích có những câu chuyện bên lề. Và thực ra thì quan điểm thì cũng nhiều lắm, để đáp ứng được tất cả những sở thích thì tôi nghĩ rằng là không ai có thể đáp ứng được hết cả. Tương đối thôi. Và thực ra thì với quan điểm cá nhân tôi thì là mỗi người cũng có một điểm mạnh của riêng mình. Anh Huy có điểm mạnh của riêng mình, và các người khác mỗi người cũng có một điểm mạnh của riêng mình. Và thực ra anh Huy là người thế hệ đi trước thì anh cũng có nhiều kinh nghiệm, và chúng tôi là những người bình luận viên ở thế hệ sau là chúng tôi cũng luôn nhìn vào các anh để chúng tôi là có những cái bài học của riêng mình và luôn luôn không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân mình. Với cái công tác tường thuật thì tôi nói rất ngắn như thế này, tức là tóm lại là người bình luận viên trong một trận đấu giống như là một cái mác áo thôi, là cái mác áo để treo một cái áo đẹp lên ở một vị trí trang trọng nhất và đúng thời điểm nhất. Còn đâu trận đấu thì chính là cái áo đẹp rồi, tức là chúng ta không nên nghĩ chúng ta là cái áo đẹp mà chúng ta chỉ là cái mác áo thôi. Tôi nghĩ là luôn luôn có cái sự cầu tiến và quan điểm như thế thì nó sẽ nhẹ nhõm hơn, và chúng ta sẽ làm tốt và được khán giả chấp nhận. Chứ còn không nên nghĩ mình là cái gì ghê gớm để mà rõ ràng mình không phải là cái áo đẹp. Và đấy, tôi nhắc lại, mình chỉ là cái mác áo thôi. Tôi rất là đồng ý với quan điểm của anh Quang Huy là chúng ta các bình luận viên là các mác áo, và bản thân trận đấu và những cái hình ảnh mà chúng ta theo dõi trên truyền hình nó là công nghệ HD, và nó là hình ảnh rất chi tiết, rất đẹp rồi, nó thực hiện bằng rất là nhiều camera, vài chục cái camera trong một trận đấu, chứ nó rất là khác ở Việt Nam. Và bản thân trận đấu nó rất tuyệt vời, các cầu thủ cũng rất tuyệt vời. Đây là bóng đá đỉnh cao, là FIFA World Cup, và chúng ta có cơ hội được thưởng thức những trận đấu như thế này thì bản thân các bình luận viên cũng cảm thấy là rất là hạnh phúc. Thủy Kim, tiên tri World Cup 2014, ai sẽ là nhà tiên tri World Cup 2014? Ai sẽ là chủ nhân của ba xe limousine đẳng cấp? Chương trình mua sắm nhiều ưu đãi hấp dẫn, cùng tham gia dự đoán World Cup đến hết ngày 27 tháng 6 tại Nguyễn Kim.